Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với một trò chơi rất thú vị. Đây là một rổ đồ chơi. Đây là chiếc cần câu của tớ. Chiếc cần câu đây. Và bên này là một chiếc rổ không, không đựng gì hết. Giờ chúng ta sẽ câu đồ chơi từ bên này và chuyển sang cái rổ màu đỏ này nhá. Đó, và chúng ta bắt đầu câu nha. Câu đồ chơi, câu giống như câu cá đấy. Đó, chúng ta câu nha, bắt đầu. Nào, đầu tiên. Nào, câu. Ui, nặng quá. Câu được một chiếc máy bay trực thăng màu xanh lá cây màu green green helicopter. Ôi tuyệt vời. Nào thả xuống đây. Xuống đây. Tiếp theo. Để thử câu xem được cái gì không nha. Chà, khó đáo để đấy chứ. Đâu có dễ để câu đâu. À, ghen. Ui, nặng quá. Tưởng câu được rồi, hóa ra lại chưa. Nặng quá. Wow. Được rồi. Đây là một chiếc xe trộn bê tông. Chúng mình mix xe bê tông. Ôi, thật là tuyệt vời. Để vào đây. Nào, câu tiếp. Ui, nặng quá. Câu trượt rồi. À đây rồi. Nặng quá. Ui nặng. Nặng quá. Được rồi. Một chiếc ô tô cảnh sát màu xanh lá cây. Tuyệt vời. Nặng quá. Chúng ta xem chúng ta câu được cái gì đây. Nặng thế. Chà, chúng ta câu được một chiếc xe ô tô do người nhện lái nhá. Spider-Man. Thử xem có câu được cái máy bay này không nha. Ai chà, nặng quá. Câu rồi. Câu được một chiếc máy bay trực thăng màu hồng Pink Helicopter. Tuyệt vời. À chà, đây có một con tàu. Sao mà câu đây. Một cái con tàu rất là to. Chà. Cha. Ai cha. Đây là một chiếc đầu tàu
đồ kéo của tàu đấy. Đây là một toa tàu cao tốc. Câu xích xe máy này. Ôi trời, đây rồi. Chúng ta câu được một chiếc xe máy. Thật là tuyệt vời. Đó, chiếc xe máy đấy. Câu được rồi. Câu được một chiếc toa tàu. Thật là tuyệt vời. Chúng ta thử câu cái hộp sữa này xem nhá. Cha, không câu được. Không câu được hộp sữa. Chà, thử câu xem nha, con được không? Nặng quá. Chúng ta câu được một hộp sữa tươi. Ôi, thật tuyệt vời. Chúng ta thử câu sữa này không nha. Câu một hộp sữa chua. Sẽ câu hộp sữa chua xem thế nào. Chà, khó đấy. Làm sao để câu được hộp sữa chua này nhỉ? Rất khó để câu được hộp sữa chua này nha. Đó. Cực khó luôn. Đây rồi. Có một cách. Đây rồi. Nặng quá. Ui, được một hộp sữa chua. Xe đầu kéo. Chà, như vậy chỉ còn 2 cái thôi. Và bây giờ chúng ta xem nào. Chúng ta câu được nhiều thứ ghê. Đây. Nhiều ghê. Rất nhiều đồ chơi chúng ta đã câu được. Thật là tuyệt vời. Bây giờ thì xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Các bạn nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chúng tớ nha. Yeah.